tại trung tâm y tế quân sự Walter Reed, các bác sĩ chính thức xác nhận Tổng thống Donald Trump đang là bệnh nhân của trung tâm. Đây là diễn biến mới so với thông báo của Nhà Trắng một ngày trước đó, rằng ông Donald Trump được chuyển tới làm việc từ trung tâm y tế vài ngày để phòng diễn biến xấu. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân Donald Trump đã bớt ho và bớt mệt, gan, thận và tim vẫn hoạt động bình thường, đang không phải thở oxy, nhưng không nói rõ là trước đó có cần phải sử dụng máy thở hay không. Cần lưu ý rằng Tổng thống không bị sốt trong hơn 24 giờ qua. Chúng tôi nguyên lạc quan một cách cẩn trọng là ông ấy đang trong tình trạng tốt. Một lưu ý nữa là cần nói rõ rằng chính văn phòng Nhà Trắng đưa lên rất nhiều việc và Tổng thống đang xử lý. Trước đó, Tổng thống Donald Trump được nhìn thấy vẫn tự đi lên và xuống trực thăng khi di chuyển từ Nhà Trắng tới bệnh viện. Các bác sĩ cho biết đã tiêm cho ông Donald Trump một liều kháng thể tổng hợp. Đây là một loại thuốc chưa được cấp phép nhưng thử nghiệm cho thấy có tác dụng giảm triệu chứng và mức độ virus trong cơ thể bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, các bác sĩ còn sử dụng Remdesivir, thuốc của một hãng dược phẩm Mỹ cũng đang trong quá trình thử nghiệm, có tác dụng giúp các bệnh nhân COVID-19 rút ngắn thời gian phục hồi. Các bác sĩ đang điều trị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại trung tâm y tế quân sự này cho biết là quãng thời gian mang bệnh từ ngày thứ 7 tới ngày thứ 10 của ông Donald Trump có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì tình trạng sức khỏe của ông Donald Trump trong giai đoạn này sẽ giúp cho các bác sĩ có một cái đánh giá rõ ràng hơn về toàn bộ quá trình bệnh tật. Còn hiện thì Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục quá trình điều trị 5 ngày bằng thuốc chữa trị COVID-19 Remdesivir. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed, Bethesda, Maryland, Mỹ.